sớm khởi công tuyến đường sắt Hải Phòng - Vân Nam - Trung Quốc là tiền đề để Hải Phòng đạt mục tiêu trở thành trung tâm logistics của cả nước và khu vực. 15 sản phẩm của Hải Phòng được kết nối vào cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa quốc gia. Trong tháng 3 năm 2024, Bộ Y tế sẽ ban hành định mức kinh tế kỹ thuật làm căn cứ tính giá dịch vụ y tế. Đó là những thông tin chính trong bản tin Hải Phòng hôm nay. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, dự kiến trong quý 2 năm 2024, khi cầu Bến Rừng hoàn thành, bến phà rừng nối Hải Phòng với Quảng Ninh sẽ chính thức đóng cửa sau hơn nửa thế kỷ hoạt động. Cầu Bến Rừng được xây dựng tại vị trí cách bến phà rừng gần 4 km về phía thượng lưu sông Đá Bạc. Cây cầu hoàn thành sẽ giúp người dân thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh và huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng qua lại nhanh chóng, không phải chờ phà rừng mất 30 đến 60 phút hoặc phải đi khoảng 40 km sang quốc lộ 18 rồi vòng ra quốc lộ 10 qua cầu Đá Bạc như trước kia. Theo thông tin từ Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng, sau 20 tháng thi công, ngày 31 tháng 1 năm 2024, cầu Bến Rừng đã được hợp long. Hiện nhà thầu thi công hoàn thành hơn 95% khối lượng công việc và đang tập trung hoàn thành những hạng mục cuối cùng để đưa cầu vào hoạt động dịp 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 tới. Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản trả lời kiến nghị của thành phố Hải Phòng về việc đầu tư phát triển hệ thống đường sắt kết nối Hải Phòng với tỉnh Vân Nam, Trung Quốc và các tỉnh thành khác với mục tiêu phát triển Hải Phòng sớm trở thành trung tâm logistics của cả nước và khu vực. Theo quy hoạch mạng lưới đường sắt đã được phê duyệt, trong tương lai, khu vực thành phố Hải Phòng sẽ hình thành đầu mối đường sắt bao gồm 3 tuyến đường sắt gồm Hà Nội, Hải Phòng hiện hữu và các tuyến đường sắt xây mới Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Móng Cái, Hạ Long, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, kết nối với mạng lưới đường sắt Việt Nam và các cửa khẩu quốc tế có kết nối đường sắt Đồng Đăng đi Quảng Tây, Trung Quốc, Lào Cai đi Vân Nam, Trung Quốc. Cùng với đó, Bộ Giao thông Vận tải giao Cục Đường sắt Việt Nam hợp tác với các tổ chức quốc tế triển khai lập quy hoạch chi tiết hai tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng và Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả, kịp thời các nhiệm vụ giải pháp ổn định thị trường vàng. Phó Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan, khẩn trương thực hiện công tác thanh tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm đối với thị trường vàng, giám sát, thanh tra, kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh vàng, các cửa hàng, đại lý phân phối và mua bán vàng miếng, các chủ thể khác tham gia thị trường, mục tiêu nhằm bảo đảm ổn định, bình ổn, an toàn thị trường vàng, góp phần hạn chế tình trạng vàng hóa nền kinh tế, đồng thời bảo đảm an ninh tài chính, tiền tệ quốc gia, phát triển thị trường vàng an toàn, lành mạnh, hiệu quả, bền vững. Nhằm tạo sự minh bạch an toàn trong chuỗi cung ứng hàng hóa, cuối tháng 8 năm ngoái, 15 sản phẩm của Hải Phòng được kết nối vào cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa quốc gia. Đây là một trong những nhiệm vụ thuộc kế hoạch 16 của Ủy ban Nhân dân thành phố về thực hiện đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn thành phố, được Sở Khoa học và Công nghệ tích cực triển khai, mang lại lợi ích thiết thực đối với cơ quan quản lý, nhà sản xuất và người tiêu dùng. Công ty này là một trong 3 doanh nghiệp được Sở Khoa học Công nghệ phối hợp với Trung tâm Mã số Mã vạch Quốc gia thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bộ Khoa học Công nghệ hỗ trợ kết nối 5 sản phẩm trên cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa quốc gia. Đây là thương hiệu nổi tiếng của thành phố và cả nước. Điều này đồng nghĩa với việc trên thị trường xuất hiện nhiều sản phẩm giả, kém chất lượng, nhái thương hiệu, ảnh hưởng đến uy tín doanh nghiệp. Do đó, gắn tem truy xuất nguồn gốc giúp doanh nghiệp khắc phục tình trạng này. Khi thực hiện cái truy xuất nguồn gốc này ấy, thì từng lô sản phẩm một thì chúng tôi đều có những cái trao đổi rất kỹ với khách hàng, ví dụ như là từ nguyên liệu mua, từ ngày tháng nào sản xuất, bao nhiêu thời gian, thế rồi cái quá trình ấy mà thực hiện cái quy trình như thế nào. Đấy, ví dụ như là 4 quy trình thì từ là công đoạn chế biến này, xong đó là công đoạn nọc này, công đoạn nấu cô này, công đoạn đóng gói này, thì đều có một cái giải thích rất kỹ với lại khách hàng. Cho nên chúng tôi cho rằng cái kênh này nó kênh hết sức bổ ích, giúp cho chúng tôi tiếp cận nhiều hơn với khách hàng.
Truy xuất nguồn gốc sản phẩm không chỉ làm thay đổi thói quen tiêu dùng của người dân mà còn làm chuyển dịch phương hướng sản xuất và kinh doanh của các doanh nghiệp. Và khi thực hiện truy xuất, bên cạnh đáp ứng nhu cầu từ trong nước, còn có thể chinh phục thị trường nước ngoài vốn có đòi hỏi cao và nghiêm ngặt về các chuẩn mực chất lượng. Trung tâm đã phối hợp với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hải Phòng, với Sở Khoa học Công nghệ Hải Phòng để cùng khảo sát và lựa chọn một số các cái sản phẩm trọng điểm, sản phẩm chiến lược, xây dựng toàn bộ quy trình của chuỗi cung ứng, đưa lên các cái ứng dụng về truy xuất nguồn gốc và đồng thời kết nối theo thời gian thực với cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa quốc gia để người tiêu dùng rất dễ dàng tiếp cận với sản phẩm, lại còn tiếp cận với những cái thông tin minh bạch của sản phẩm hàng hóa, hỗ trợ cho các cơ quan quản lý tại địa phương, cụ thể là Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Sở Khoa học Công nghệ thành phố Hải Phòng có thể tiếp cận các cái thông tin trong một số các cái trường hợp có khủng hoảng về chất lượng của sản phẩm hàng hóa. Dự kiến từ nay đến năm 2025, mỗi năm Sở Khoa học Công nghệ thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan sẽ triển khai hỗ trợ 50 sản phẩm kết nối vào cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa quốc gia. Để việc truy xuất hàng hóa được thực hiện đồng bộ, Sở Khoa học và Công nghệ cùng các địa phương liên quan tiếp tục tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho các tổ chức cá nhân về các hoạt động truy xuất nguồn gốc, góp phần cùng thành phố hoàn thành mục tiêu đến năm 2030 sẽ hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa nhằm đảm bảo nhu cầu trao đổi và khai thác thông tin của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố, trong nước và quốc tế. Theo Bộ Y tế, hiện có 10.000 dịch vụ y tế trong danh mục do Bộ ban hành. Giá dịch vụ y tế sẽ được tính đúng, tính đủ theo Luật Khám bệnh chữa bệnh sửa đổi. Trong tháng 3 năm 2024, Bộ sẽ ban hành định mức kinh tế kỹ thuật làm căn cứ tính giá. Từ ngày 1 tháng 7, các cơ sở phải thực hiện công khai thông tin về giá dịch vụ y tế tại đơn vị mình trên trang thông tin điện tử nếu có, hoặc hình thức thích hợp và cập nhật vào cơ sở dữ liệu về giá. Cơ sở khám chữa bệnh công lập tự quyết định giá dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu và phải kê khai giá, niêm yết công khai giá dịch vụ theo yêu cầu. Cơ sở khám chữa bệnh tư nhân được quyền quyết định và phải kê khai giá, niêm yết công khai giá dịch vụ khám chữa bệnh. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được đầu tư theo phương thức đối tác công tư, quyết định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư. Theo đại diện Cục Quản lý Giá, việc định giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo đảm các nguyên tắc, bù đắp chi phí thực hiện khám chữa bệnh phù hợp với quy định, hài hòa lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và người bệnh. Đồng thời rà soát các yếu tố hình thành giá để điều chỉnh trong trường hợp cần thiết. Số liệu thống kê của Cục Hàng không Việt Nam trong năm 2023 và tháng 1, tháng 2 năm 2024 cho thấy lượng hành khách quốc tế đến Việt Nam bị từ chối nhập cảnh tại các cảng hàng không trên cả nước tăng mạnh. Cụ thể, năm 2023 có 886 trường hợp, 2 tháng đầu năm 2024 có 217 trường hợp. Việc gia tăng các trường hợp hành khách bị từ chối nhập cảnh gây thiệt hại cho hãng vận chuyển, tạo áp lực lên cảng hàng không. Để giảm thiểu hành khách bị từ chối nhập cảnh, Cục Hàng không Việt Nam đề nghị các hãng hàng không khai thác các chuyến bay quốc tế đến Việt Nam kịp thời cập nhật các quy định của Việt Nam và quốc tế về xuất nhập cảnh, quá cảnh liên quan đến hành khách đi tàu bay. Thực hiện các biện pháp tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến hành khách đi tàu bay, các công ty lữ hành liên quan về những quy định đối với giấy tờ đi tàu bay. Thành đoàn Hải Phòng vừa tổ chức chương trình tháng 3 biên giới, ra quân ngày cao điểm chung tay xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và ngày Chủ nhật xanh năm 2024 tại huyện Tiên Lãng và huyện Cát Hải. Đây là hoạt động ý nghĩa kỷ niệm các ngày lễ quan trọng, 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 65 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 35 năm ngày Biên phòng Toàn dân. Tại các địa điểm như Đồn Biên phòng Vinh Quang, Nhà văn hóa xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng và huyện Cát Hải, thành đoàn tổ chức các chương trình tháng 3 biên giới cùng các hoạt động sôi nổi, ra quân ngày cao điểm chung tay xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, trồng cây, hỗ trợ y tế, bảo vệ môi trường, xây dựng nhà nhân ái. Tổng nguồn lực triển khai trong ngày cao điểm gần 900 triệu đồng. Chương trình nhằm tăng cường ý thức cách mạng cho thanh thiếu niên, đồng thời thúc đẩy tinh thần xung kích tình nguyện của thanh niên trong xây dựng nông thôn mới, góp phần phát triển kinh tế xã hội và quốc phòng an ninh. Tại di tích lịch sử quốc gia Đình Hạ Lũng, phường Đằng Hải, quận Hải An, vừa diễn ra lễ hội kỷ niệm 1086 năm chiến thắng Bạch Đằng và 1080 năm ngày mất của Đức Vương Ngô Quyền.
Năm nay, ngoài việc tổ chức lễ hội kỷ niệm 1086 năm chiến thắng Bạch Đằng và 1080 năm ngày mất của Đức Vương Ngô Quyền, nhân dân địa phương kỷ niệm 100 năm ngôi đình Hạ Lũng được góp công, góp của, phụng dựng qua các năm. Tại lễ hội, nhiều hoạt động được tổ chức như lễ rước, màn chống hội và múa lân sư rồng. Màn biểu diễn thư pháp của nghệ nhân câu lạc bộ thư pháp Hải Phòng cùng nhiều hoạt động văn hóa, tín ngưỡng độc đáo khác. Quý vị có thể xem lại bản tin tại địa chỉ website thap.vn của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.